Bao nhiêu tờ chị? Dạ, chị cảm thấy như thế nào khi được bán hết cho tờ số? Dạ. Dạ thấy chú mua mà mừng hết. Chị biết ở ai không? Dạ, dạ biết. Chị có biết người mua mình lại không chị? Dạ biết. À, chị cảm thấy như thế nào rồi? Thấy không mua mình lại rồi. Chấp vé số cái cho coi chấp vé số. Tổng cái này là bao nhiêu vé? 1,5 triệu. 1,5 triệu tức là 1,5 triệu vé. 150 vé. 150 vé. Con chị nhiêu tháng tuổi rồi? 4,5 tuổi. À, chị có ủng hộ việc của ông Hải đi về hè không? Ơi rớt kìa. Yêu ba ba. Cô bé thư ký xinh đẹp đây. Đây là cô. Dương đi nhanh lên. Qua. Nhanh lên, nhanh lên. Yên tâm, bắt xe chủ đề cho con. Bình tĩnh. Là mình nhờ chân thành phố hay ở đâu thì để cho anh Hải làm việc trước, mình hỏi sao. Bạn nhớ xe chị đâu chị? Thu vỉa hè 10 ngàn. Xử phạt và rút giấy phép lái xe nhanh lên. Như bây giờ cứ lập biên bản cảnh cả chưa? Đưa cái tủ ra nhanh lên. Đưa đánh đạo vườn. Anh đúng không? Thế thì tại sao anh lại giữ 10 ngàn của mấy cô học sinh sinh viên này? Tại sao? Anh có chung chi cho cán bộ nào không? Không. Thế thì tại sao anh lấy 10 ngàn? Lấy 5 ngàn. Có cô làm chứng rồi 10 ngàn. Lấy 5 ngàn. Rồi em ơi, vô đây. Vô đây. Đây, cô này đây. Hai xe 10 ngàn. Em hai xe. Không không không. Người ta. Đừng nói rồi. Lấy 5 ngàn. 10 ngàn. Em đưa tiền rồi. Nghĩ người ta là phạt mấy chục triệu em. Đi, lấy con 5 ngàn xe cho tôi. Trời ơi. Mời bác đi chỗ khác, mời bác đi chỗ khác. Không có khủng bố người ta được điều đó. Mời đi chỗ khác. Em cứ bình tĩnh. Mình đã đấu tranh chống tiêu cực 10 ngàn là chuyện bình thường. Đúng. À, phải làm rõ những cái chuyện này. Ngày mai tôi đề nghị rút phép cái bãi xe này, kêu lãnh đạo phường ra nha. Mấy em sinh viên học sinh làm sao có tiền mà lấy 10 ngàn cái xe. Tôi ký cho anh bãi xe trên vỉa hè, quy định 5 ngàn là 5 ngàn.
anh phải chung chi cho ai mà anh phải làm chuyện đó? Không có chung chi cho ai. Không chung chi cho ai tại sao lại không? Đó lấy 10 ngàn hả? Nó nãy có lấy rồi có tiền làm không? Lấy 5 ngàn thôi. Anh đừng có nói vậy, người ta đó nói 10 ngàn là 10 ngàn. Không. Mày. Tụi con không có hỏi giá, tụi con chỉ đưa 10 ngàn. À, không, chú hỏi chú lại. Chú có nói là thối, chú cũng không có nói là 10 ngàn. Tụi con vô là tụi con không có tiền lẻ nên thành ra tụi con đưa 10 ngàn luôn. Thì chú không có nói là 5 ngàn hay 10 ngàn. Lấy luôn 10 ngàn gì? Dạ chưa, con chú nói là chưa, để dắt xe thôi đi luôn. Sao lúc nãy em nói là 10 ngàn? Không, em nói là em đưa 10 ngàn. Lấy xe có 5 ngàn. Chú không có nói 5 ngàn, chú cũng nói 10 ngàn. Em chỉ đưa... Không nói 5 ngàn, không dạ, nói 10 ngàn. Không nói 5 ngàn. Đưa 10 ngàn lấy luôn. Dạ đưa 10 ngàn xong. Chưa thôi, chưa thôi. Dạ đúng rồi, chú hỏi em nói đưa 10 ngàn. Tại chú vừa dắt xe ra tới đây nè. Cái người ta đến cái con lại sợ, con lại rụt lại làm sao? Lấy đây lấy không có chứng cản thì làm sao mà làm việc được? Không, thực tình là như vậy, chú cũng không có nói 10 ngàn, chú không nói 5 ngàn, nhưng mà con nghĩ... Nói tóm lại là bây giờ người ta có nói 5 hay 10? Không nói tiền. Không nói tiền, tại sao con biết là con đường? Bây giờ chú hỏi nè, nếu con không biết 5 ngàn hay 10 ngàn, tại sao con đưa tiền? Chú tiền đẩy xe thôi. Không, tôi đang không hỏi ông. Ông đừng có đem cái mặt ông vô đây ông hù người ta. Mấy ông hù dọa người ta hả? Đâu có hù đâu. Bây giờ em nói là, cháu nói là 5 ngàn, không biết 5 ngàn, không biết 10 ngàn. Tại sao cháu lại đưa tờ 10 ngàn? Chú, con phải dũng cảm lên. Chú bảo vệ con. Không, con không có phải sợ, nhưng mà thực tình là đúng là con nghĩ là cái vùng 1 là 5 ngàn hoặc là 10 ngàn nên chị đưa 10 ngàn cho anh cái đây là... Nhưng mà anh có thối không? Anh mới nói là chỉ lúc nào anh dắt xe ra thì anh dắt xe tới đó là chỉ ô luôn rồi đó. Anh không có nói là 5 ngàn hay 10 ngàn. Thế con không biết sao con đưa 10 ngàn? Thì chị đưa 10 ngàn thì con không biết đâu. Phải dũng cảm lên nghe chú. Chú đã dũng cảm thế này, con phải dũng cảm cho chú nha. Thế bây giờ tại sao không biết là bao nhiêu mà sao đưa 10 ngàn? Và chính chú đến đây chú hỏi thu bao nhiêu tiền, con nói 10 ngàn. Và con nói chú nói con là làm chứng. Xong con đứng đây bao nhiêu phút rồi con đồng ý làm chứng. Cái đùng một cái bây giờ người ta đến xuất hiện đã là con đồng ý. Cái này cũng không cần đâu anh ạ. À. Cái này em nghĩ thế là các anh làm được. Anh em là người dân thế này, mời em vừa đi lao động và... Sao anh đi mời? Nhanh lên, tôi mời anh đi chỗ khác. Nhanh. Không được à? Anh đi hù dọa người ta phải không? Đâu. Anh mà nói được tôi bắt anh bây giờ, đi chặn khác. Lý do gì mà không? Thì anh này. Bây giờ nói là sao? Con đã đi hù dọa làm sao vậy? Chúng con sợ cái gì? Chú đảm bảo với con, chú đưa công an về tới nhà. Công an đưa con về tới nhà. Đích thân chú đưa đó. Con nghĩ là một người đã 10 ngàn. Tức là từ đó giờ là đi 10 ngàn không đúng không? Dạ, Phan Thư Kỳ, Bến Thành, ở bên hông, Bến Thành, cửa tay. Nghe chú sẽ bảo vệ con. Phan Thư Kỳ, cửa tay, Bến Thành, dạ đúng rồi. Đúng là 10 ngàn không? Chú sẽ công an đưa tới về tới nhà. Không ai dám làm mình con ạ. Mất xe ở đây, chú để cho con. Bây giờ mình đang đấu tranh để làm sao á, cái quần hàng này đủ này đúng không? Tụi con phải góp phần như thế. Khi thấy những cái gương mặt nó đến ngày con sợ con ngưng lại. Bây giờ con có làm chứng cho chú đi bản không để chú đọc. Thì câu nói thiệt là như vậy. 10 ngàn, dạ, là 10 ngàn. Anh không có nói là 5 ngàn, 10 ngàn. Con đưa 10 ngàn. Anh không có nói là thối hay là 5 ngàn. Anh không có gì anh vừa dắt xe ra đây. Rồi, xem như là... Chứng thì con nói làm chứng. Rồi, xem như là người ta đã lấy 10 ngàn con và không có thối lại ngay lập tức, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, con ghi đúng như bạn như thế, thật chưa? Dạ. Em, thật chưa? Nghe ghi đúng như lời cô này. Để mình bán ra. Lãnh đạo phường Bến Thành đâu rồi? Lãnh đạo phường Bến Thành đến chưa? Cứ phê có giá và hết cung. Bữa nay em qua phó chủ tịch đô thị cũng vi phạm. Nhưng mà hôm nay vi phạm đang là giữ xe cho các em học sinh sinh viên 10 ngàn. Anh cấp về giữ xe vỉa hè là có 5 ngàn thôi, nhưng mà thu 10 ngàn. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai là vượt quá định tích. Điều thứ ba là giữ xe liên tục vi phạm như thế. Ngay ngày mai đề xuất lên quận rút phép ngay lập tức. Và cử lực lượng
chốt chặn khu vực này, không cho đứng xe vào đó nữa, chấm dứt nha, liên tục như thế là không được rồi. Các em sinh viên học sinh tiền đâu nó đóng cửa đó, nó đóng giữ xe của đó nha, ngày mai dẹp ra. Còn người ta muốn giữ xe cung cầu cho thị trường quê nhà trao giữ nha, nó muốn lấy bao nhiêu có độc quyền của cung cầu thị trường. Mai mai em gửi văn bản lên. Dạ dạ. Nhìn là sao? Đâu biết ai là ai đâu. Bây giờ lính của anh sai, tôi biết anh không có chủ hết cái chuyện 10.000, nhưng mà lính anh sai anh phải chịu. Và tôi sẽ rút giấy phép lái xe này, không cấp nữa. Cho ai mà lấy 10.000 thì còn là còn dã man nữa. Lái xe mình đưa 10.000 luôn. Thế thôi, ngắn gọn, nhanh lên. Chắc cứ đưa 2 vô về, tôi không cần nha, đưa 2 vô về cho cách đây 4-5 tháng rồi, xong thực hiện cứ để anh làm sao.